Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tự học cc Hôm nay chúng ta tiếp tục sang bài 97.3 vận dụng những kiến thức mà chúng ta đã học về transform Như các bạn đã biết thì hàm rotate sử dụng để xoay phần tử đi một góc xác định Hàm skew sử dụng để nghiêng phần tử theo hai chiều x, y hoặc cả x và y Trong thực tế người ta tạo ra các khối nền và sử dụng transform để xoay góc để tạo hiệu ứng đẹp mắt Nhưng mà cái phần nội dung nằm bên trên nó thì vẫn nằm ở vị trí ban đầu Các bạn có thể quan sát một vài ví dụ ở đây Đầu tiên là cái phần nền màu xanh này. Thứ nhất nó là nền chuyển sắc từ màu xanh Nó ngả cái màu xanh nhạt hơn Và cái phần tích nằm ở trên nó các bạn thấy không Nó vẫn nằm trên đường thẳng đúng không Cái thứ hai này chúng ta cũng có thể là tạo ra các khối nền Màu cam này Nghiêng cả cạnh trên, cạnh dưới và hai cạnh bên Hoặc là khối nền màu trắng này Chỉ nghiêng cạnh trên và cạnh dưới thôi Nó xếp so le nhau nhìn khá là đẹp Các bạn tìm kiếm với từ khóa là skill web design tạo sáng tác hình ảnh Đây các bạn nhìn này đó Các cái đường cắt như này thực ra họ tạo ra một cái khối chữ nhật đó họ xoay thôi đúng không đây nữa này đây nữa này đây cái ảnh mình demo cho các bạn đây chuột phải chọn sao chép địa chỉ hình ảnh cái này nhá sang đây anh v vết vào để tí chúng ta lấy cái màu các bạn mở vết Cốt. tạo ra một bài mới tạo ra thẻ header có class là header bên trong có thẻ h1 này nội dung là ai em ai cách em này graphic designer đúng không designer này đấy bôi đen chữ graphic designer nhấn alt v kép thêm thẻ sạch song vào đây một class là header header gạch dưới gạch dưới heading tên theo bem rồi lưu lại thế này nhá quan sát lại thiết kế đầu tiên chúng ta sẽ có một cái nền màu đen để phủ toàn bộ trang. Sau đó thì có một cái khối màu xanh nằm ở phần header. Khối này sẽ nằm ở nền và xoay đi một góc. Tuy nhiên là khi xoay góc nền của khối này thì không ảnh hưởng đến phần tích nằm bên trên. Và chúng ta sẽ không đi xây dựng lại toàn bộ trang này mà chỉ xây dựng một cái thẻ H1 ở bên trên. Để các bạn hiểu là khi chúng ta dùng cái nền xoay để nó không ảnh hưởng đến cái tích như thế nào thôi. Chúng ta sẽ ôn tập lại kiến thức hôm trước một chút này. Các bạn cốt cho header. Giả sử cho nó rộng 300 đi. Cao 300 và thêm cái màu nền vào background để màu yellow nhá đấy bình thường nó như thế này bây giờ nếu rotate này bạn xoay góc đi 45 độ đấy có vấn đề luôn đúng không nó xoay góc thì nó xoay cả phần tử và tất nhiên là cái phần tích nằm trên nó thì nó cũng xoay theo luôn đúng không bây giờ chúng ta sẽ đi mô phỏng lại cái thiết kế để làm thế nào mà xoay cái nền không ảnh hưởng đến cái phần nội dung bên trên đầu tiên là cho cái body cái nền màu đen background này để là thăng không, không không thì chữ đang cùng màu đen cho nên không nhìn thấy gì bạn có cho header còn một chữ màu trắng đi Hello, tăng này FFF, rồi không sai tăng lên một tí để là hai rem cái này tương đối thôi nhá để mình học cái cách để xoay nền thôi tức là line center để cho căn giữa này thêm cái padding top để nó cách bên trên một tí pt để 50 mươi pixel tab này rồi, lưu lại. Bây giờ mẹo để chúng ta có thể xoay nền mà không ảnh hưởng đến nội dung là các bạn cho cái khối header này position là relative. Tiếp đến là các bạn tạo ra một cái before hoặc after cho khối header này. Còn cái nào cũng được nhá, mình để là before. Rồi. Và cho vị trí của nó là position để absolute. Các bạn hãy nhớ lại kiến thức mà chúng ta đã học về position, đúng không? Khi các bạn để position là absolute của phần tử con thì nó sẽ căn theo cái phần tử tổ tiên gần nhất có poison là relative và cái phần tử con này nó sẽ đưa ra một mặt phần khác. Lúc này chúng ta có thể xoay thoải mái mà nó không ảnh hưởng đến phần tử cha nó, đúng không? Tiếp theo, before thì bắt buộc phải có content, đúng không? Content này. Nhấn kép. Display block để nó nhận kích thước. Rồi, F0 cách bên trái không này cách bên trên không để căn cái khối này các bạn dùng absolute ấy, thì các bạn phải căn khối này so với khối cha nó đúng không tổ tiên gần nhất nó đây tiếp theo này vk một trăm phần trăm rộng bằng một trăm phần trăm thẻ cha cao bằng một trăm phần trăm của thẻ cha nó tiếp này dùng background các bạn vào tự học cc vào tool vào mục chín chọn sang gradient chuyển lại bức ảnh chuột phải chọn kiểm tra trong trường hợp mà các bạn không tìm thấy bức ảnh này thì các bạn cứ gõ màu theo mình thôi đây là mình hướng dẫn các bạn cách lấy màu thôi nhé. color này bạn gõ color Tab một cái nhập bừa một cái màu đây đỏ đi đấy và kích vào đây Có nó bút chỉ vào đây lấy cái màu nền kích vào màu đen này copy chuyển sang tab màu đen này start color kết vào đây tương tự kích bút kiểu đây lấy cái N Color. lấy màu kết thúc nhá anh c, c này chuyển sang đây anh v đấy ta được cái nền này rồi đúng không còn cái góc xoay thì tùy các bạn thôi bạn xoay góc này thì... đó xoay xoay góc đúng không ví dụ mình xoay góc này nhá copy mã này quay trở lại dự án paste vào đây anh v này lưu lại đó chúng ta có cái nền nhưng mà cái nền này nó đang ở vị trí là bên trên nó che một chữ rồi cho nên chúng ta dùng thằng z index các đặt là z index này là trừ một đấy thì nó lại nằm xuống dưới đúng không rồi bây giờ các bạn có thể xoay thoải mái mà không ảnh hưởng gì đến thằng bên trên cả mình xoay thử nhá để rotate này từ để 5 độ xem nào 5 độ đấy xoay đi một chút đúng không rồi bây giờ nó bị thiếu mất cái phần bên ngoài thì chúng ta đệm thêm padding thôi ví dụ mình để padding là 200 pixel đi tab này đấy nó to hẳn ra đúng không và nó vẫn đang bị lệch sang bên trái thì các bạn học transform rồi đúng không dùng transform này transform translate dịch uh, sang bên trái là năm phần trăm cái x này đấy dịch lên trên là âm ba mươi phần trăm đó đúng không nó che đi này các bạn thấy là chúng ta xoay được cái nền mà không ảnh hưởng gì đến phần tích bên trên đúng không toàn bộ cái khối header này không ảnh hưởng gì cả lý do là chúng ta sử dụng before và sử dụng absolute cho nên chúng ta đã đưa cái thằng before này lên một mặt phẳng khác và vì nó nằm ở mặt phẳng bên trên không nhìn thấy cho nên chúng ta dùng z index 1 một để hạ nó xuống một cấp và nó nằm ở dưới phần tích tức là dưới khối header ở phần nền thì nó hơi bị ngược màu một chút so với thiết kế thiết kế thì nó xanh đậm ở đây và nó nhạt ở phía bên phải các bạn chọn go line chuột phải cần kiểm tra này mở khối header ra bạn kích vào thằng before này đấy và chúng ta có cái góc xoay này, này. có cái góc xoay này con chỉnh thôi đấy đây này ông nào còn cảm thấy hợp lý thì lấy thôi ví dụ mình đây mình để là 7 độ nhá 7 độ này ok đúng không sang đây trở thành 7 độ bạn bôi đen cái thằng 141 này đến canto ship l cao để bôi đen cả ba chỗ chưa xóa đi này nhập thành 7 độ đấy lưu lại phân tích graphic designer màu đen bạn sửa lại cho đúng thiết kế class của nó là header heading hello thằng không có không đúng không đấy như này và hôm nay sẽ tạm dừng ở đây bạn nào mà quên kiến thức về poison các bạn ôn lại từ bài 87.1 đến bài 87.6 nhá thì mình biết là các bạn làm trong trường hợp mà chúng ta ít dùng nó thì có thể các bạn quên thì mình vẫn hay chỉ cho các bạn những cái chỗ mà chúng ta ôn lại các bạn ôn lại để cho nó nhớ kỹ hơn không sao cả cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chúc bạn thành công